Cán Chuyên Đến Việt xin chào tất cả các bác. Xin chúc các bác một ngày làm việc mới vui vẻ và hiệu quả. Mình tên là Điệp. Hiện tại thì mình đang là chủ kênh YouTube Cám Chim Đất Việt cũng như là kênh Facebook Cám Chim Đất Việt. Hiện tại thì Cám Chim Đất Việt chỉ sử dụng hai số điện thoại chính thức, đó là 0908 070 555 và 0944 114 410, kèm theo số tài khoản của Ngân hàng Quân đội MB mang tên Thân Cảnh Điệp. Số tài khoản là 979011898999. Đó. Và mình luôn luôn niêm yết ở trên cái website camchimdatviet.com cũng như là website chimcảnhdatviet.com. Và kênh YouTube Cám Chim Đất Việt cũng như là Facebook mình đều niêm yết số điện thoại và kèm theo số tài khoản. Hai số điện thoại của mình đồng thời cũng là Zalo của mình luôn, mang tên Cám Chim Đất Việt. Tại sao mình lại nhấn mạnh rõ ràng như vậy? Bởi vì vừa rồi có một số cái kẻ xấu đã lợi dụng cái tên tuổi, thương hiệu và uy tín của mình, của Cám Chim Đất Việt để đi lừa đảo anh em. Điều này nó làm ảnh hưởng tới cái uy tín riêng của Cám Chim Đất Việt đã gây dựng suốt nhiều năm qua, cũng như là ảnh hưởng tới cái niềm đam mê của anh em chim cảnh nói chung trên toàn quốc. Các bạn có thể là vào kênh YouTube, các bạn gõ ra một cái kênh nó tên là kênh chim cảnh. Đấy, kênh chim cảnh có cái đuôi điện thoại là 711. Cái kênh này nó đã lừa đảo rất nhiều anh em, nó lấy video của Cám Chim Đất Việt cũng như là của rất nhiều anh em khác cắt ghép chắp nối để lừa đảo anh em đấy, chuyển chim. Và thứ hai, một cái kênh Facebook nữa của nó, cái trang fanpage của nó mà anh em có thể gõ cái chữ Chim Cảnh Đất Việt chuyên cung cấp mi khiếu chòe đấy. Đây là hiện tại hôm nay nó mới chỉ được có 111 người đăng ký thôi. Nó lấy cái logo của Cám Chim Đất Việt của mình, lấy hình ảnh của mình, cờ giải thương hiệu, đây các bạn đang nhìn thấy này. Nó chỉ thay cái số điện thoại của nó đuôi 711 vào và cái số ngân hàng tài khoản của nó để nó đi lừa đảo anh em. Đấy, anh em phải để ý. Đấy. Do vậy mình nhấn mạnh lại rằng là Cám Chim Đất Việt chỉ sử dụng hai số điện thoại, bởi vì cái số điện thoại nó chính là cái để xác minh danh tính chính xác nhất. Đấy. Hai số điện thoại của Cám Chim Đất Việt kèm theo Zalo với cái tên là Cám Chim Đất Việt luôn. Thì các bác có thể gọi điện trực tiếp cho mình. Mình nhắc lại hai số điện thoại chính thức của mình là 0908 070 555 và 0944 114 410. Mình có niêm yết ở tất cả cái website của mình cũng như là Facebook cũng như là kênh YouTube mang tên Cám Chim Đất Việt. Và mình cũng ghi rõ cụ thể đường link kênh YouTube, Zalo, website ở dưới cái phần mô tả của kênh YouTube Cám Chim Đất Việt dưới cái video này, và cũng như là trên Facebook thì anh em có thể là xem để làm sao mà tránh được những cái kẻ xấu nó lợi dụng để nó lừa đảo anh em. Đấy. Mình lên cái video này để giao lưu cùng với tất cả các anh em trên toàn quốc, bởi hiện tại kênh YouTube Cám Chim Đất Việt đã được anh em ủng hộ, tin tưởng, đăng ký tới hơn 50.000 người đăng ký tới thời điểm này rồi. Bây giờ đã là khoảng tháng 6 2021. Và ngoài ra còn anh em luôn luôn theo dõi ở trên cái Facebook Cám Chim Đất Việt nữa, cũng như là website camchimdatviet.com và chimcảnhdatviet.com. Thì mình nhấn mạnh lại rất là nhiều cái tên của mình cũng như là số điện thoại để làm sao các bạn sẽ liên hệ được chính chủ. Các bạn nào ở gần qua trực tiếp nhà mình luôn, ngõ 245 ngách 167 nhà số 4 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Ở xa các bạn cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại giúp mình. Đấy. Và qua cái Zalo cũng là hai số điện thoại đó luôn, tên Cám Chim Đất Việt, xác minh danh tính chính xác và chuẩn xác nhất để các bạn yên tâm về thương hiệu của Cám Chim Đất Việt đã xây dựng trong suốt nhiều năm qua. Đó. Mình đấy, các bạn cố gắng theo dõi
like, chia sẻ để làm sao loại bỏ được những cái kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo anh em, làm mất niềm tin của anh em cũng như là cái đam mê của anh em chim cảnh nói chung. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh em đã bớt chút thời gian theo dõi video này cũng như là ủng hộ Cám Chim Đất Việt trong suốt nhiều năm qua. Xin cảm ơn tất cả các bác và xin chúc các bác một lần nữa có sức khỏe, có đam mê và luôn luôn tin tưởng và ủng hộ Cám Chim Đất Việt. Xin chào cả nhà.